Israel cũng như Hamas đã ra tuyên bố mới, và một số nước khác lên tiếng trong lúc cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas tiếp diễn, khiến hàng trăm người chết. AP hôm nay 8 tháng 10 dẫn một tuyên bố từ văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay nước này sẽ ngừng cung cấp điện, nhiên liệu và hàng hóa cho dải Gaza. Phần lớn Gaza đã chìm trong bóng tối khi màn đêm buông xuống, sau khi nguồn cung cấp điện từ Israel bị cắt vào đầu ngày. Thủ tướng Netanyahu còn tuyên bố, giai đoạn đầu tiên của chiến dịch phản công đã kết thúc, và Israel đã đánh bại phần lớn lực lượng Hamas. Ông Netanyahu còn thề sẽ tiếp tục cuộc tấn công, không cần dè dặt và không có thời gian nghỉ ngơi. Trong khi đó, một phát ngôn viên của cánh vũ trang Hamas tuyên bố trong một đoạn ghi âm được phát vào đầu ngày 8 tháng 10 rằng tổng số người Israel bị Hamas bắt giữ trong một cuộc tấn công bất ngờ vào các thị trấn của Israel hôm 7 tháng 10 lớn hơn vài lần so với hàng chục người, theo Reuters. Trước bình minh hôm nay, Hamas đã phóng thêm rocket từ Gaza, tấn công một bệnh viện ở thị trấn ven biển Ashkelon của Israel. Quan chức cấp cao của bệnh viện Tanbergman nói rằng bệnh viện đã bị thiệt hại, theo AP. Không có cảnh báo trước vào sáng sớm 7 tháng 10, lực lượng Hamas ở Gaza đã tấn công Israel bằng đường không, đường bộ và đường biển. Hàng triệu người Israel ở miền nam nước này đã thức giấc trước âm thanh chói tai của rocket đang lao tới và còi báo động không kích vang xa về phía bắc tới tận Tel Aviv. Hệ thống đánh chặn tên lửa của Israel được kích hoạt rầm rộ ở Jerusalem. Các chiến binh Hamas có vũ trang đã cho nổ tung nhiều phần hàng rào kiên cố của Israel, tiến vào các cộng đồng Israel dọc biên giới Gaza và đấu súng với binh sĩ Israel. Lực lượng phòng vệ Israel nói rằng khoảng 2.200 quả rocket đã được phóng vào Israel, trong khi Hamas đưa ra con số là 5.000, theo CNN. Trong cuộc chiến kéo dài 50 ngày giữa hai bên vào năm 2014, khoảng 4.000 quả rocket đã được phóng từ Gaza vào Israel. Nhằm đáp trả cuộc tấn công mới từ Hamas, Israel đã phát động chiến dịch thanh kiếm sắt tấn công một số mục tiêu ở dải Gaza. Bên trong Gaza, nhiều người có thể nghe thấy tiếng gầm rú của chiến đấu cơ Israel, sau đó là những tiếng nổ lớn và những cột khói đen bốc lên. Thủ tướng Netanyahu đã tuyên bố, phản ứng của Israel trước cuộc tấn công của Hamas là sẽ khiến lực lượng này phải trả giá rất lớn. Báo chí Israel dẫn lời các quan chức nước này cho biết ít nhất 250 người thiệt mạng và 1.500 người bị thương, khiến cuộc tấn công bất ngờ ngày 7 tháng 10 của Hamas trở thành cuộc tấn công nguy hiểm nhất ở Israel trong nhiều thập niên. Bộ Y tế Palestine ước tính ít nhất 232 người ở dải Gaza đã thiệt mạng và ít nhất 1.700 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel. Trước tình trạng xung đột như trên, Cục Hàng không Liên bang Mỹ vào cuối ngày 7 tháng 10 kêu gọi các hãng hàng không và phi công Mỹ thận trọng khi bay trong không phận Israel, theo Reuters. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã lên tiếng ủng hộ Israel. Trong khi đó, một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Biden nói rằng Mỹ đang làm việc với chính phủ của các nước khác để đảm bảo cuộc khủng hoảng không lan rộng và chỉ giới hạn ở dải Gaza. Vị quan chức cho biết thêm Mỹ không có bất kỳ thông tin nào để xác định rằng Iran có liên quan đến cuộc tấn công của Hamas ở Israel và Mỹ đang xem xét kỹ vấn đề này. Bộ Ngoại giao Iran trước đó tuyên bố cuộc tấn công của Hamas vào Israel hôm 7 tháng 10 là hành động tự vệ của người Palestine và kêu gọi các nước Hồi giáo ủng hộ quyền lợi của họ, theo Reuters. Thủ lĩnh Hamas hôm 7 tháng 10 nói với các nước Ả Rập rằng Israel không thể cung cấp bất kỳ sự bảo vệ nào cho họ, bất chấp việc thiết lập lại quan hệ ngoại giao gần đây. Trong năm 2020, Israel đã đạt được bình thường hóa quan hệ với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain, đồng thời nâng cấp quan hệ với Maroc cũng như Sudan. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Faisal bin Farhan, đã nói chuyện với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhằm kêu gọi chấm dứt bạo lực trong và xung quanh Gaza. Một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út đưa ra vào cuối ngày 7 tháng 10 cho hai ngoại trưởng đã thảo luận về sự cần thiết của việc nỗ lực hướng tới việc chấm dứt ngay lập tức tình trạng leo thang, theo AP. Trước tình hình này, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay sẽ triệu tập phiên họp khẩn. Tổng thư ký Antonio Guterres đã kêu gọi tất cả nỗ lực ngoại giao nhằm tránh xung đột lan rộng. Cũng trong ngày hôm qua, lãnh đạo đối lập Israel, ông Yair Lapid đã kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu thành lập một chính phủ khẩn cấp để lãnh đạo đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn. Ngay sau đó, Thủ tướng Netanyahu đã mời ông Yair Lapid và ông Benny Gantz, thủ lĩnh Đảng Liên minh Quốc gia, tham gia một chính phủ mở rộng. Chiến dịch mà lực lượng vũ trang Hồi giáo Hamas vừa phát động được tổ chức này gọi với cái tên cơn bão Al-Aqsa. Vậy nên nếu không kể đến những mâu thuẫn lâu dài giữa Israel và Palestine, thì có thể thấy những mâu thuẫn gần đây liên quan đến ngôi đền Al-Aqsa, ngôi đền thiêng của người Hồi giáo tại Jerusalem, đã giống như một chiếc nồi áp suất nén quá mức và giờ khiến mọi thứ bùng nổ.
Al-Aqsa được xem là ngôi đền nằm trong trái tim của bất cứ người Hồi giáo nào, nơi người Hồi giáo tin rằng nhà tiên tri Muhammad đã lên thiên đường. Tuy nhiên, mọi thứ đã xấu đi trông thấy từ giữa năm nay khi một số nhóm Do Thái cực hữu tiếp cận khu đền Al-Aqsa, bất chấp quy định của người Hồi giáo cấm kỵ bất cứ người ngoại đạo nào vào khu đền. Và người Palestine thì cho rằng một số lực lượng an ninh của Israel đã bảo trợ cho những cuộc xâm nhập ấy. Các nguồn tin từ Israel còn cho hay khoảng 1.000 người Palestine còn đang tìm cách tràn vào Israel tại 4 khu vực. Đây là những diễn biến ẩn chứa những rủi ro rất khó lường, thậm chí còn được cho có thể đẩy xung đột Israel-Palestine từ nay lên một nấc thang chưa từng thấy trước đây. Cần lưu ý rằng cuộc tấn công của Hamas vào Israel đã diễn ra đầy bất ngờ. Ngay bản thân những người dân tại Gaza cho biết họ cũng đã thức dậy trong tiếng rocket mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vậy nên tới thời điểm này thì chưa ai có thể dự báo được hết tầm mức của cuộc xung đột lần này. Nhưng nếu căng thẳng cứ tiếp tục bị xa hơn, thì người ta lo ngại một thảm họa nhân đạo có thể sẽ lại diễn ra như hồi năm 2014. Một chỉ huy của Hamas cho biết, số lượng con tin mà lực lượng này đang bắt giữ đủ lớn để buộc Israel đồng ý trả tự do cho những người Palestine đang bị họ giam giữ. Chúng tôi đang bắt giữ một số lượng lớn con tin Israel, trong đó có cả sĩ quan cấp cao. Phó chỉ huy Hamas Saleh Al-Nouri nói với Al Jazeera hôm 7 tháng 10, không lâu sau khi lực lượng này khai hỏa hàng nghìn rocket vào lãnh thổ Israel. Ông Al-Nouri cho biết những con tin này sẽ được sử dụng làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán nhằm buộc Israel trả tự do cho những người Palestine bị giam giữ. Ước tính khoảng 5.200 người Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù, trại giam ở Israel. Theo các nguồn tin, hàng chục người bị Hamas bắt làm con tin đang giam giữ tại 3 khu vực bên trong Israel và một số người có thể đã được chuyển đến Gaza. Video được các nhóm chiến binh Palestine đăng trên mạng xã hội hôm qua cho thấy nhiều binh sĩ và dân thường Israel bị trói hai tay sau lưng, đưa lên xe trở về dải Gaza, dường như để làm con tin. Tại một số khu định cư, các tay súng Hamas bắn bừa bãi vào xe cộ trên phố, lùng sục từng nhà để bắt người và đối đầu với lực lượng an ninh Israel. Tôi bước khỏi nhà và nhìn thấy vô số thi thể, từ dân thường cho đến những kẻ khủng bố. Họ nằm dọc đường, ở khắp nơi. Xe cộ bị bỏ lại la liệt, lỗ chỗ vết đạn, Shlomi, sống tại Sderot, miền nam Israel, nói. Thành phố này là điểm nóng đụng độ giữa quân đội Israel và lực lượng vũ trang Hamas trong 12 giờ sau đó. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở hơn 20 địa điểm xung quanh dải Gaza khi màn đêm buông xuống. Rất nhiều người Israel ở các khu vực khác sốc và ngỡ ngàng trước những gì đang xảy ra xung quanh dải Gaza. Họ dán mắt vào màn hình, liên tục cập nhật tin tức. Tại các điểm nóng giao tranh, người dân cố thủ trong nhà suốt cả ngày, kêu gọi lực lượng an ninh giúp đỡ khi các tay súng Hamas lùng sục khu dân cư. Chúng tôi nghe thấy rất nhiều tiếng súng khi những kẻ khủng bố xông vào nhà, Ella kể lại khoảnh khắc nín thở bên trong hầm trú ẩn ở khu định cư Bieri. Tôi mất liên lạc với gia đình. Cha tôi bị bắt, mẹ tôi chưa rõ sống chết. Không ai cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Trong những giờ đầu của cuộc xung đột, các đội y tế Israel không thể tiếp cận những người bị thương ở các thị trấn nơi giao tranh diễn ra. Một xe cứu thương bị tấn công, khiến một nhân viên y tế thiệt mạng. Nếu hỏi bất kỳ người Palestine nào về cách chấm dứt xung đột, họ sẽ không bao giờ mô tả những điều như thế này, Kheo Antawil, 49 tuổi, ở miền trung Gaza, nói. Và nếu hỏi một người Israel tình huống xấu nhất là gì, họ cũng không mô tả những điều như vậy. Mọi chuyện giống như một bộ phim. Quân đội Israel xác nhận một số lượng không xác định công dân Israel đang bị giam giữ ở Gaza. Họ cũng cho biết trong số những người thiệt mạng do vụ tấn công của Hamas có cả sĩ quan cấp cao. Hamas được cho là đã bắn hơn 6.000 quả rocket vào lãnh thổ Israel. Trong khi đó, một số nhóm vũ trang đã xâm nhập vào Israel bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không bằng dù lượn. Theo ghi nhận của Reuters, thi thể nằm la liệt, mảnh kính vỡ vương vãi trên khắp đường phố ở Sderot, miền nam Israel, gần Gaza. Nhiều nhà cửa, ô tô bị phá hủy. Esteban Khop, người chạy trốn khỏi bữa tiệc khiêu vũ bị các tay súng tấn công, cho biết cô đã may mắn sống sót bằng cách giả chết trong ô tô, trong khi tài xế bị bắn chết. Sau đó, quân đội đã tới, giúp cô và những người khác sơ tán đến nơi an toàn. Ở Gaza, khói lửa bốc lên dày đặc sau khi Israel tấn công đáp trả, nhằm vào các vị trí của Hamas, trong đó có tòa nhà 14 tầng. Người chết, người bị thương chật kín các bệnh viện địa phương, vốn trong tình trạng thiếu thốn trang thiết bị y tế. Các đường phố trở nên vắng vẻ, chỉ có xe cứu thương hối hả di chuyển đến hiện trường vụ tấn công và đưa người bị thương tới bệnh viện. Một phát ngôn viên của quân đội Israel cho biết tình hình ở nước này chưa hoàn toàn được kiểm soát. Hamas cho biết cuộc tấn công chưa từng có diễn ra qua đường bộ, đường không và đường biển của họ là để đáp trả hành vi xúc phạm nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa,
cũng như hành động tàn bạo của Israel đối với người Palestine trong nhiều thập kỷ qua. Ông Moham Deyefa, một chỉ huy quân sự của Hamas, tuyên bố đã đến lúc kẻ thù phải hiểu rằng chúng không thể tiếp tục ra tay mà không phải chịu hậu quả. Các lãnh đạo Hamas cho biết cuộc tấn công bắt đầu ở dải Gaza, sẽ lan sang bờ Tây và Jerusalem bị chiếm đóng. Sau khi tuyên bố tình trạng chiến tranh và triệu tập quân dự bị, Thủ tướng Israel Netanyahu thề sẽ chiến đấu với Hamas đến cùng. Ông yêu cầu những người Palestine ở Gaza, nơi đang bị Israel phong tỏa trên bộ, trên không và trên biển, hãy rời khỏi đó ngay lập tức. Chúng ta sẽ trả thù mạnh mẽ cho ngày đen tối này. Chúng ta sẽ trả thù cho tất cả những người đã thiệt mạng. Chúng ta sẽ nhắm vào tất cả các vị trí của Hamas. Chúng ta sẽ biến dải Gaza thành một hòn đảo hoang vắng. Tôi nói với người dân dải Gaza, hãy rời đi ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ nhắm tới từng ngóc ngách của dải đất, nhà lãnh đạo Israel nói trong bài phát biểu trên truyền hình. 2 triệu cư dân dải Gaza đã trải qua một đêm đen tối và bất ổn khi Israel cắt điện trên toàn lãnh thổ và tiếp tục bắn phá khu vực đông dân cư. Các máy bay chiến đấu của Palestine bắn tên lửa từ dải Gaza về phía Israel, trong đó nhiều tên lửa bị chặn giữa không trung. Dù các nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi kiềm chế, giới quan sát dự đoán một cuộc tấn công lớn trên bộ vào dải Gaza có thể sẽ xảy ra. Sẽ có màn thứ hai và đó là một cuộc xâm lược dải Gaza, và tôi nghĩ lớn hơn năm 2014, khi Israel huy động 80.000 quân dự bị, Yonah Jeremy Bob, nhà phân tích quân sự của Jerusalem Post, nhận định. Trong vòng 1 hoặc 2 ngày, Israel sẽ có một lực lượng đông đảo, có thể áp đảo lực lượng Hamas ở dải Gaza, Bob nói với Al Jazeera. Hôm nay, chúng tôi đã nghe từ quân đội Israel rằng, tất cả lựa chọn vẫn được đặt trên bàn, khi được hỏi liệu điều này có kết thúc bằng một cuộc xâm lược trên bộ vào dải Gaza hay không. Chúng tôi biết rằng một số lượng lớn quân dự bị, hàng nghìn người trong số họ, đã được triệu tập và một số lượng lớn vũ khí hạng nặng, bao gồm cả xe tăng, đã được nhìn thấy trên các con đường hướng về phía nam tới dải Gaza, phóng viên William Marx của Al Jazeera đưa tin từ Tây Jerusalem. Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ trích cuộc tấn công vô lương tâm của lực lượng Hamas và cam kết đảm bảo Israel có những gì cần thiết để tự vệ. Ông nói với Thủ tướng Netanyahu rằng Mỹ sát cánh với người dân Israel. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo kẻ thù của Israel rằng đây không phải là thời điểm để bất kỳ bên nào thù địch với Israel tận dụng các cuộc tấn công để trục lợi. Thế giới đang theo dõi. Các cuộc tuần hành ủng hộ Hamas diễn ra trên khắp Trung Đông, bao gồm Iraq, Liban, Syria và Yemen, với hành động đốt cờ Israel và Mỹ. Tại Iran, kẻ thù không đội trời chung trong khu vực của Israel, các nghị sĩ quốc hội đã khai mạc phiên họp ngày 7 tháng 10 bằng việc hô vang khẩu hiệu "Cái chết cho Israel" và "Israel sẽ diệt vong, Palestine sẽ là người chiến thắng". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Nasser Kanani phát biểu, chiến dịch hôm nay đã tạo ra một trang mới trong lĩnh vực kháng chiến và hoạt động vũ trang chống lại những kẻ chiếm đóng. Tại các trại tị nạn Palestine ở Liban, hàng trăm người cũng đã xuống đường ăn mừng chiến dịch của Hamas. Ali Abu Nima, người đồng sáng lập trang web The Electronic Interfather, cho rằng 80 năm đàn áp của Israel và các vụ thảm sát ở Palestine là nguyên nhân đằng sau vụ tấn công bạo lực ngày 7 tháng 10. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới ở bản tin sau. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.